nam có niềng răng, muốn cắt môi thì sẽ như thế nào? Đa số là những bạn niềng răng thì lúc nào cũng sẽ thấy là cái phần môi trên của mình á, khi mà nhìn cái góc nghiêng nha, nó sẽ bị đưa ra và nó nhìn nó nhô lên cao hơn so với cái phần môi dưới. Vì thế sau khi mà mình cắt thu gọn môi rồi, mình sẽ thấy cái môi của mình á, về cái góc nghiêng á, nó sẽ không có còn đưa ra nhiều nữa. Và nếu mà nhìn chính diện mình sẽ thấy nó gọn gàng. Mà cái môi mà đang có niềng răng á, thì mình đo vẽ sẽ rất là cực nha. Mình phải canh làm sao để cái lượng da môi khi mà cắt đi và khép lại á, nó phải đều nè, nó phải mướt nè, nó không có bị gồ ghề. Bình thường một cái môi bên mình thiết kế là tầm khoảng 15 phút là xong, nhưng mà cái môi này phải đo tới đo lui, tôi phải tầm nửa tiếng mới xong. Đây là cái dáng môi ban đầu trước khi thực hiện cắt thu gọn môi nè. Và đây là sau khi mà thực hiện cắt thu gọn xong. Đối với môi nam thì mình sẽ không có làm phần tim môi quá nhọn, còn môi dưới thì mình sẽ thu gọn phần môi ướt ở bên trong để cho hai cái khóe môi nó gọn hơn. Cùng với đó là nó sẽ kéo cái phần môi lên cao lên một xíu để nó không bị chề ra ngoài nha.